Xin chào quý mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi lời kính chúc sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đạo bình an, luôn luôn gặp mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay chương trình sẽ lục nhã tất cả các tuổi để yêu và cưới, có 49 tuổi, vừa nam và nữ, để bạn chọn và tìm ra được một người yêu thật lý tưởng và tâm đầu ý hợp. Đó cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của ban biên tập. Mong bạn hãy coi hết video này. Sau đây là phần luận giải chi tiết các tuổi hợp yêu hợp cưới Kỷ Tỵ 1989, cả nam và nữ. Chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ, xin bạn hãy xem. Phần 1. Xem các tuổi hợp cưới cho tuổi Kỷ Tỵ năm 1989 cho nam. Với thiên can Kỷ, địa chi Tỵ, ngũ hành bản mệnh Đại Long Hợp, cung phi Khôn, các tuổi hợp và công hợp dưới đây có tất cả 20 tuổi từ 1984 đến 2003. Xin bạn chọn. 1. Người tuổi Giáp Tý 1984, tổng điểm đánh giá 78/100. 2. Người tuổi Ất Sửu 1985, tổng điểm đánh giá 28/100. 3. Người tuổi Bính Dần 1986, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 4. Người tuổi Đinh Mão 1987, tổng điểm đánh giá 65/100. 5. Người tuổi Mậu Thìn 1988, tổng điểm đánh giá 35/100. 6. Người tuổi Kỷ Tỵ 1989, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 7. Người tuổi Canh Ngọ 1990, tổng điểm đánh giá 79/100. 8. Người tuổi Tân Mùi 1991, tổng điểm đánh giá 62/100. 9. Người tuổi Nhâm Thân 1992, tổng điểm đánh giá 81.5/100. 10. Người tuổi Quý Dậu 1993, tổng điểm đánh giá 82/100. 11. Người tuổi Giáp Tuất 1994, tổng điểm đánh giá 33/100. 12. Người tuổi Ất Hợi 1995, tổng điểm đánh giá 23/100. 13. Người tuổi Bính Tý 1996, tổng điểm đánh giá 65.5/100. 14. Người tuổi Đinh Sửu 1997, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 15. Người tuổi Mậu Dần 1998, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 16. Người tuổi Kỷ Mão 1999, tổng điểm đánh giá 80.5/100. 17. Người tuổi Canh Thìn 2000, tổng điểm đánh giá 67.5/100. 18. Người tuổi Tân Tỵ 2001, tổng điểm đánh giá 71.5/100. 19. Người tuổi Nhâm Ngọ 2002, tổng điểm đánh giá 84.5/100. 20. Người tuổi Quý Mùi 2003, tổng điểm đánh giá 28/100. Phần 2. Xem các tuổi hợp cưới cho tuổi Kỷ Tỵ năm 1989 cho nữ. Với thiên can Kỷ, địa chi Tỵ, ngũ hành bản mệnh Đại Long Hợp, cung phi Tốn, các tuổi hợp và không hợp dưới đây có tất cả 29 tuổi từ 1965 đến 1993. Xin bạn chọn. 1. Người tuổi Ất Tỵ 1965, tổng điểm đánh giá 32/100. 2. Người tuổi Bính Ngọ 1966, tổng điểm đánh giá 44.5/100. 3. Người tuổi Đinh Mùi 1967, tổng điểm đánh giá 42.5/100. 5. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, tổng điểm đánh giá 75/100. 6. Người tuổi Canh Tuất 1970, tổng điểm đánh giá 72.5/100.
7. Người tuổi Tân Hợi 1971, tổng điểm đánh giá 34.5/100. 8. Người tuổi Nhâm Tý 1972, tổng điểm đánh giá 59/100. 9. Người tuổi Quý Sửu 1973, tổng điểm đánh giá 63/100. 10. Người tuổi Giáp Dần 1974, tổng điểm đánh giá 33/100. 11. Người tuổi Ất Mão 1975, tổng điểm đánh giá 38/100. 12. Người tuổi Bính Thìn 1976, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 13. Người tuổi Đinh Tỵ 1977, tổng điểm đánh giá 29.5/100. 14. Người tuổi Mậu Ngọ 1978, tổng điểm đánh giá 74/100. 15. Người tuổi Kỷ Mùi 1979, tổng điểm đánh giá 77.5/100. 16. Người tuổi Canh Thân 1980, tổng điểm đánh giá 75.5/100. 17. Người tuổi Tân Dậu 1981, tổng điểm đánh giá 70/100. 18. Người tuổi Nhâm Tuất 1982, tổng điểm đánh giá 55.5/100. 19. Người tuổi Quý Hợi 1983, tổng điểm đánh giá 27/100. 20. Người tuổi Giáp Tý 1984, tổng điểm đánh giá 52/100. 21. Người tuổi Ất Sửu 1985, tổng điểm đánh giá 50/100. 22. Người tuổi Bính Dần 1986, tổng điểm đánh giá 25.5/100. 23. Người tuổi Đinh Mão 1987, tổng điểm đánh giá 60.5/100. 24. Người tuổi Mậu Thìn 1988, tổng điểm đánh giá 77.5/100. 25. Người tuổi Kỷ Tỵ 1989, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 26. Người tuổi Canh Ngọ 1990, tổng điểm đánh giá 64/100. 27. Người tuổi Tân Mùi 1991, tổng điểm đánh giá 65/100. 29. Người tuổi Nhâm Thân 1992, tổng điểm đánh giá 30.5/100. 29. Người tuổi Quý Dậu 1993, tổng điểm đánh giá 43/100. Qua các chỉ số như trên về thiên can, địa chi, bản mệnh, cung phi, cung sanh, cung cưới và phép Kali, chúng tôi đã phân tích và chấm điểm đánh giá tuổi nào phù hợp nhất. Tuy nhiên, khá gắt gao về chỉ số nên sẽ có rất ít trường hợp đạt chỉ số cao. Nên cách tốt nhất, quý mệnh chủ cần lựa chọn đối tượng phù hợp bản thân mình là được. Tuy nhiên, đời người còn có duyên số, chúng ta không thể lựa chọn được, mọi việc tùy duyên mới thuận đạo lý tự nhiên. Để có một cách nhìn cụ thể và chính xác hơn, các bạn có thể tìm gặp các thầy mệnh lý về tử vi, tứ trụ mới luôn giải chính xác cái bản thân mình cần. Xin hết. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký ngay và like ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận nhiều thông tin bổ ích nữa và chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Chinh Phương Rim xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo.